Thánh nó trên cổ quyền xuống phải không? Thì lúc nhắn tay rồi mình phải đắp. Còn đằng tay nó quên nó đem nó thắt nhau. Không, không, để đốt xuống luôn. À, anh đốt xuống luôn. Em mời bác rồi. Để bác không? Để bác luôn, không thích lại đi nhé. Chờ bác. Được rồi bác. Mấy món con. Muốn tập cây viết nữa. Đi bác rồi. Muốn tập cây viết. Muốn tập cây viết. Có để cây súng không? Kiếm cây súng để mai mốt đi bảo vệ đất nước. Để em đòi đô la mà đó. Khi nào mà anh thắp nhang trên đó rồi em mới đợi từ từ bài bản đàng hoàng. Trong tương lai
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Luôn luôn trong tương lai lúc nào thần may mắn cũng phò hộ độ trì cho sáu đứa cháu nội của con. Tính tới thời điểm 2018 là hậu tốt năm nay con được sáu đứa cháu nội của con. Con nguyện mang cho cha mẹ cha mẹ để năm con. Bây giờ con mặc cho ấm vậy. Không đủ nha. Rồi ra đây cú. Cú cú. Kéo số ba buồn ngủ rồi. Thời ngủ lắm nó thấy đường rồi. Hả đi con, hả đi con, hả đi. Con hả đi, hả đi. Hả đi. Hả đi con, hả đi. Hả đi. Hả đi con. 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 Lại mẹ khó. Lại mẹ khó, lại mẹ 12 mụ bà 13 được thầy phò hộ độ trì cho Phan Hoàng Bách. Được thông minh sáng suốt, trí tuệ thông minh sáng suốt nha. Năm mô con đời Phật lại được nhiều sức khỏe. Năm mô đi Phật con lại. Đất này là của tôi đó. Hả? Cái gì đó, nắm đất, nó nhờ thì tôi thế. Thôi thôi thôi. Cái sách của tôi tặng là cái gì gọi nữa. Đây họ tôi gọi là bà ảnh đó nó bấm điện thoại rồi. Bấm điện thoại để gì mất tiền của la. Bữa nào về với con karaoke đó ta. Bữa nào quá. Bữa nào về đi. Bữa nào cả. Rồi cái này bà ăn cái đi. Ông nội. Đúng rồi. Đây là cái này là like cam. Này là GoPro. Người lớn rồi đó. Bây giờ rồi. Nó cái quá trời. Ngoại Nó cầm lên đó rồi. Rồi rồi vậy. Rồi rồi đó. Mở cái đèn đi. Mở cái đèn đi mà cái này thấy ra quan trọng lắm. Rồi xong. Hai giờ đúng nhau rồi. Nhau cái đèn. Con cầm đi con cầm đi con không thích làm bác sĩ hả? Không thích làm bác sĩ hả? Rồi, vài giây nữa rồi đi học rồi. Rồi. Không, không bóc lông rồi. Mày, mày bóc gì đi mày? Bóc gì nào mày? Bóc đi nữa. Bóc mày đi. Ra đây. Mày chạy đi. Con tập đi, con tập đi. Đi chạy rồi. Tập đi. Bóc gì? Mày bóc gì? Mày thích gì? Mày thích gì nè? Không thích gì. Chạy. Không chạy. Thích lắm. Thích cuốn tập này lắm. Mày cuốn tập rồi. Thích cuốn tập mà. Go, go, go. Go. cười đi.
Dạ nha, con đi đi, con đi đi cho ông bà coi nè. Con đi đã nè. Đi 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 là nổi, đi là nổi nè. Đi là nổi, đi là nổi. Một. Rồi ông đi đâu rồi. Trời quá rồi. Vừa là bắt ra thấy được không? Đó, có, bắt ra được chồng là em một lần rồi. Có cái gặp để chỗ nào mà gặp một lần rồi. Gặp đâu hả? Gặp em chắc trên hợp mai quá à? Không. Chưa gặp mày nữa. Rồi, để. Đây gọi mà đang quay sao tắt. Rồi, chơi với con. Tại coi đẹp quá hả, đẹp quá hả? Ừ, đẹp quá ta. Cái đẹp là chịu à. Đẹp là chịu. Nó giọng nó rồi mà, lên giọng nó rồi. Anh cũng cứ bộ. Uống xị nào chưa mà đi rồi xỉn rồi xỉn vậy ta. Ở bên chưa đi chưa? Đi giữ mọi đi rồi đó, đi rồi đó. Đi giờ đó nó quậy lắm. Nếu muốn đi được mà, nếu muốn đi đúng không? Đi giữ luôn á. Em tôi chỉ nói thôi, tôi nói bung bung thôi, không nói bà hả đi, hả đĩa đi đó, hả đĩa đi, hả đĩa đi, hả đĩa đi, hả đĩa đi, đẹp quá ta, hả đĩa đi, hả đĩa đi, ở đây đây, hả đĩa đi, hả đĩa đi, ai kêu là ăn đĩa là được rồi, ăn đĩa đi con, ăn đĩa đi. Hôm nay lai đôi giày màu, nhìn nó gần đôi giày. Nãy giờ chỉ mấy lần cục sôi rồi nha, tính là làm bất động sản hay sao mà? Chỉ gan á, bất động sản hay sao mà? Gỡ à? Gỡ là không cần phải thu thập thôi mà. Là thôi. Đúng, đúng cuốn tập rồi thôi. Không có lựa chọn khác. Không thèm làm bác sĩ luôn. Kìa, kìa, kìa. Làm bác sĩ đi. Làm bác sĩ nha. Làm bác sĩ nha. Làm bác sĩ nha. Ừ, làm bác sĩ đi. Bác sĩ nè. Bác sĩ nè. Làm bác sĩ nha. Không có phản ứng gì hết trơn á. Không một chút. Làm bác sĩ đi. Hả? Đang nghiên cứu à. Đó, bác sĩ đi mà. Làm bác sĩ đi. Không thích, không thích. Bắt cái bé, cả đời. Không thích, không thích. Cái con mà đi nó đi bớt xe bên xe khác nó lấy lộn mà. Bạn hỏi cái con nó chưa lên. Đúng rồi, nó lấy lộn, bạn nó đang lộn ở dưới đó luôn. Nó lấy lộn không ạ? Không biết làm như thế nào bây giờ lấy lộn nó luôn bây giờ.